Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đến với cửa hàng đồ chơi di động .com. Thì hiện tại trên tay của mình đó là cái bao da dành cho iPad 234 hiệu Kaku da trơn. Thì cái bao da này ở cửa hàng của mình nó có 6 màu sắc để cho các bạn lựa chọn. Đó là cái màu xanh đây, hiện tại các bạn đang nhìn thấy là màu xanh, màu đỏ, màu xanh đen, màu đen, màu vàng gold iPhone và màu hồng này, rất là đa dạng. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái bao da này cho các bạn thấy. Và đây là cái bao da của chúng ta. Thì cái bao da này thì nó được làm từ chất liệu PU giả da, rất là giống với da thật. Nó rất là mịn như thế này, cầm lên rất là êm tay, và nó trơn thế này. Thì cái độ trơn này nó cũng không trơn lắm, mà khi chúng ta cầm cái máy trên tay thì nó cũng không đến nỗi phải chuột xuống xuống mặt đất. Và đây là cái hiệu Kaku chúng ta, đây là hàng chính hãng. Mặt sau của nó là nó được may các đường chỉ viền như thế này, nó may gắn vào cái ốp lưng ở phía trong, trông rất là bền bỉ, không sơn họa tiết như thế này, trông rất là đẹp mắt đúng không? Một số chi tiết được chừa ra đó là cái lỗ camera của chúng ta, nó vừa vặn với chiếc máy. Cái cổng tai nghe, chui sạc thì ở đây, và cái phím âm lượng của chúng ta đây, rất là vừa vặn với chiếc máy. Thì bên trong của cái bao da này nó được trang bị đó là cái ốp lưng cứng thế này, ốp cứng. Và bên đây là những cái ngạnh, khi chúng ta đặt cái chiếc iPad chúng ta lên thì nó sẽ giữ chặt chiếc iPad trong cái ốp lưng này, không cho chiếc iPad nó rơi ra ngoài. Cái bao da này nó sẽ bảo vệ cho cái phần lưng máy, viền máy và cái màn hình chúng ta được an toàn tuyệt đối. Và khi mà chúng ta muốn xem phim hoặc nghe nhạc lướt web trong thời gian dài thì chúng ta có thể dựng đứng cái bao da này lên thế này, rất là tiện dụng. Thì khi ở phía trong của cái bao da này là nó có những cái cạnh ngàm thế này, đây những cái răng răng thế này, để chúng ta đặt lên đây thì nó sẽ không chạy tới chạy lui hoặc là nó trơn. Và dưới đây là cái mặt da nó rít thế này, khi mà với cái cộng với cái độ nặng của cái chiếc iPad thì nó sẽ giữ cho chiếc iPad chúng ta nó đứng thế này, không di chuyển đâu hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, hẹn gặp lại các video tiếp theo.